chị có thể thấy là cái phần la phong cũng đã xong rồi nè. Đó, cái phần mái che cũng đã xong. Và anh Hợp là bữa nay làm cái công trình ở đây anh Hợp ha. Anh sẽ xây hai cái má của anh đây. Mỗi cái má là ngang như anh Hợp. À, hoàn thiện 60 đặng chẳng miếng gặp, dán miếng gặp. À, hoàn thiện 60 ha. Để dán. Đây là làm ở công trình dưới này có buồn phiền gì không? Đâu có gì đâu. Đây đang đóng đóng la phong xong hết hả anh Hùng? Rồi. Rồi hết ha. Dạ. Đây là bữa nay là làm cái việc gì? Tôi dán gạch trong nhà cầu. Cái nhà vệ sinh này xây mấy ngày rồi? Mới xây hôm qua, buổi trưa ngày hôm qua. À, rồi sau đó mình sẽ gắn bồn cầu ở tại chỗ này đúng không? Cái bồn cầu cũng là một cái bồn cầu tốt luôn. Cầu ở đây nè. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau. Và phía sau lưng này là ngôi nhà của chị Dứa được mọc lên ngay tại chỗ này. À, sau thời gian gần một tuần quay trở lại đây, cũng vì bận biểu thời gian là các nhà của cho cô bé Tí Hon một ở Hậu Giang cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay á thì cập nhật cái tình hình tiến độ làm của các anh thợ cho cô bác quý anh chị xem. Và chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ khá là bất ngờ khi ngôi nhà này vì sao lại có phần tôn nhanh như vậy. Thì sau khi xây nhà bé Kim Chi xong á thì các anh thợ sắt lật đật 3 giờ khuya phải chạy xuống đây. Và đây là cái phần ngôi nhà tiền chế. Tuy nhiên các anh thợ phải chừa một cái lỗ rất là trống như thế này để xây khoảng 2 đến 3 viên gạch lên để bo cái phần cái nền đó cô bác quý anh chị. Và ở ngoài trước này á thì các anh thợ sẽ xây một cái má bằng gạch giống như giả tường á, rồi sau đó là làm một cái cửa đài lon hai cô bác anh chị. Ngôi nhà này thì bề ngang là 4m, bề dài là 12m. Nhà vệ sinh thì được xây xây gạch luôn và dán gạch và thậm chí là đóng la phong hết luôn. Và cô bác anh chị có thể thấy là cái phần la phong cũng đã xong rồi nè. Đó, cái phần mái che cũng đã xong. Và anh Hợp là bữa nay làm cái công trình ở đây anh Hợp ha. Anh sẽ xây hai cái má của anh đây. Mỗi cái má là ngang như anh Hợp. Hoàn thiện 60 đặng chẳng miếng gạch, dán miếng gạch. À, hoàn thiện 60 ha. Để dán đủ miếng gạch 6 tấc luôn. Rồi sau đó mình làm một cái cửa đài lon qua. À, ở đây là mình xây lên mấy viên gạch nè? Xây lên cỡ bằng cái này 2 tấc, hoàn thiện là 2 tấc, dán miếng gạch lên là 2 tấc. Dạ, dán liêu luôn một cái miếng gạch men đó cô bác anh chị. Và tổng cộng cái công trình này đó là anh Hợp nhận là 113.500.000 đồng. Hôm ngày thì các anh cũng ở đây và được bạn Hằng ở Mỹ hỗ trợ về cái phần nhà nghỉ nè và phần ăn uống cho các anh. Tại vì các anh đi xa làm cũng khá là cực và gần hơn một tuần nay thì các anh chưa trở về thăm vợ con luôn. Buồn không? Không. Anh Hợp có thể chia sẻ lại cái quá trình mà làm cái nền này cho cô bác anh chị biết được luôn, nó gian nan cái nào nói cho anh Hợp. Mới đầu xuống thì cấp đi khảo sát nền thì nó khô ráo im lắm. Dạ. Mà xuống làm quay ngang cái mưa đó, mưa lớn một cái thủy triều nó dâng lên. Dạ. Rồi phải nghỉ một ngày hai ngày. Dạ. Rồi thủy triều rút mới làm được. Có nghĩa là một ngày chỉ làm một buổi thôi. Tranh thủ cái nước nó giật là mình làm. Bởi nó khó cái gì. Nghe nói cái nhà vệ sinh là đào gian nan lắm hả? Cái tại vì đất ở dưới sông lên gần kinh nó bọc dữ lắm, bọc miếng dữ. Bọc nhiều lắm ha. Đời. Rồi đào bao nhiêu lâu mới xong? Đào đâu ngày dữ gì mới xong. Cái nước mặn làm cái nền so với nước ngọt thì nó khó khăn nhiều không anh Hợp? Tại nước ở đây thì mất chú Tư không cho nước ngọt. Xài hồ. Em ý em nói cái phần nền đó. Đời hả? Sao? Cái phần nền nước mặn này làm có khó khăn nhiều hơn so với nước ngọt mình không? Tại nó thủy triều nó dâng lên hơi khó chứ bệnh thôi chứ không có gì. Và thông tin với cô bác quý anh chị, ngôi nhà này á thì được làm 3 cái cửa sổ. Một cái cửa sổ bên đây, một cái cửa sổ phòng ngủ và một cái cửa sổ lấy ánh sáng ở ngay tại nhà bếp, đúng không anh Hợp? Ở ngôi nhà của Kim Chi á thì do là một cái ngôi nhà mặt khải đằng trước rất là nhiều ánh sáng và gió, nó không có làm cửa sổ, nó bị một là nó bị phí nè, hai á là nó sẽ kiểu là nó thừa anh Hợp ha. Nên thành nữ là tùy vào điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý của mỗi vùng, mỗi nơi khác nhau mà mình sẽ có những cái cách làm khác nhau. Rất nhiều, cũng có một vài ý kiến bình luận nhỏ nhỏ thì tại sao không làm cửa sổ thì giải thích thêm cho cô bác anh chị hiểu ha. Ngôi nhà này thì đóng la phong này là một cái la phong được màu trắng ha. Còn gạch thì mai mốt cô bác anh chị sẽ biết luôn, mà tiết lộ sơ sơ gạch không có giống như gạch nhà của tí xíu nữa quanh kia cho biết vô đây anh Hợp ơi. Gạch thì không có giống hai những cái ngôi nhà trước đây mà mấy anh em mình từng gắt anh Hợp. Cái cửa buồng này là bao nhiêu anh Hợp? 90 ha. Nè, bo lại hết trơn nè cô bác anh chị thấy không? Bo lại cho nó đẹp ha. Đó. Đúng rồi. Đây ốp hết. Và cái phòng này giả alu giả gỗ. Đây là cái phòng nè. Phòng này cũng nó bị gì đấy? Có thể đứng ngoài đó luôn đi anh Đồng. Cái phòng này là làm một cái cửa đầy lon nha cô bác anh chị.
Cửa Đài Loan này khá là cứng luôn nè. Hèn chi bới tới nó mất. Ở trong cái phòng này cũng được đóng la phong luôn. Bây giờ mình review nó phần thô thôi, nó chưa có đẹp. Sau khi mà đi đèn với lại đi điện rồi đó thì nó mới đẹp. À, cô bác anh chị thấy các anh thợ làm trên này luôn nè. À, thấy không? La phòng này là rất sáng nha anh Hợp ha. Quên nữa anh Đồng có quay ở đây có một cái cửa sổ ở phòng của bé Tú không? Đây một cái cửa sổ ở phòng của bé Tú nè ha. Để cho cô bác anh chị hiểu thêm. Rồi ở đây là cái phòng nhà bếp. Nhà bếp ở đây thì anh Hợp hỏi là có làm cái má để ấy không anh Hợp ha? Hỏi làm luôn đi anh Hợp. Hỏi cô chị dứa đặt ở đâu á? Thôi anh Hợp đứng đây đây với anh Hùng rồi nè. Ở ngày là làm ở công trình dưới này có buồn phiền gì không? Đâu có gì đâu. Đây đang đóng la phong xong hết hả anh Hùng? Rồi hết hả? Dạ. Đây là bữa nay là làm cái việc gì? Tôi dán gạch trong nhà cầu. Cái nhà vệ sinh này xây mấy ngày rồi? Mới xây hôm qua, buổi trưa ngày hôm qua. À, rồi sau đó mình sẽ gắn bồn cầu ở tại chỗ này đúng không? Cái bồn cầu cũng là một cái bồn cầu tốt luôn. Cầu ở đây nè. Dạ. Là có bốn cái lam lấy gió với lại lấy ánh sáng ha anh Hùng. Rồi. Dạ. Giờ lấy ánh sáng với gió luôn. Dạ. Rất là đẹp cô bác anh chị. Nữa mấy anh này xây rồi tô lên là nó bít hết mấy phần này chứ không phải là trống lỏng trống liễu vậy nha. Từ từ. Đó, thì nữa là xây nửa viên gạch lên đó hay sao anh Hùng? À, nếu mình gò dán gạch là đụng lên tới đó luôn. Ừ. Cho nó đẹp ha. Là nó phút cái gạch này luôn. Dạ. Đi thẳng luôn. Ừ. Cái cửa này là một cái cửa Đài Loan luôn ha. Ồ cửa nhôm. Cửa này mắc tiền lắm á. 1.000.000 Ừ. Nói chung là mấy anh thợ này là làm tuyệt vời lắm. Còn phần ở phía sau này nè, để chia sẻ cho cô bác quý anh chị hiểu thêm nè. Ở bên đây là nhà vệ sinh, lấy cái má ra ngoài. Và còn phần sau lưng này là chỗ nơi rửa rau, rửa cá rồi đó. Sàn nước. Sàn nước á, đó. Thấy không? Chị nữa là sẽ dán gạch ra tới ngoài này luôn nè. Dán gạch ra tới ngoài này luôn rồi có thể mình làm thêm một cái hàng rào hay như thế nào đó. Rồi mình sẽ làm thẳng lên, nó sẽ rất là đẹp ha. Cái cửa này nè, mở ra mở vô nó thoáng lắm. Quá tiện. Tại vì diện tích ở đây chiều dài nó cũng hơi hẹp hơn không? Nó xuống đây rất xuống kinh nè. Dạ, nó là nữ mà nhà vệ sinh đây nó cũng thông thoáng lắm. Sáng nay thì chỉ còn 3 anh thợ hồ thôi. Mấy anh thợ sắt thì mấy anh đi về trong đêm 2 giờ khuya này ảnh về rồi. Ảnh làm trong vòng đánh tức tốc trong vòng có ngày rưỡi hả anh Hợp? Có ngày rưỡi là xong rồi. Trong vòng 5 ngày anh cắt được 2 cái nhà đó. Mấy anh thợ sắt công nhận than hay chứ. Lúc mà đi xuống thì cũng 2 giờ đêm, mà đi về cũng 2 giờ đêm. Tại giờ ở trên đó còn công việc ở trên đó nữa. Mà, bây giờ em hỏi anh Hợp nè, công trình đi xa nữa có đi không? Đi bình thường. Đi bình thường ha. Ở nhà vợ có điện có cằn nhằn gì ông lâu quá không về thăm tôi không? Không, ở nói ở dưới luôn đi, khỏi về. Ở dưới luôn đi khỏi về hả? Nhưng mà người Cà Mau thì dễ thương vô cùng hả? Mua nguyên cái má đằng trước này là chị nữa dán luôn nha anh. Cái má bên hông nữa dán gặp luôn đúng không anh Hợp? Má đó hả? Bên đây nè, cặp má này nè. Thì dán luôn. Dán luôn một biếng luôn. Dán hết luôn, hai cắt đều hết. Dạ. Còn cái gạch đó, mà tự nhiên đây là. Qua đây coi cái phần gạch luôn đi ha. Chú Tư. Em chào chú Tư. Chào chú. Trời ơi nó sáng trời. Lót nền nè. Đây lót nhà cầu. Dán nhà cầu. Đây lót nhà phải cầu. À. Còn cái gạch này là gạch dán mặt tiền. Dán má mặt má. Nó giống như giả đá mây bồ đúng không? Rồi. Cái này hai cái miếng đậm này nằm dưới. Rồi tới cái miếng này. Đâu? Miếng nào đâu? Nè, cái này. À. Rồi cái kia là trơn nó thấy không? À. Hai cái miếng đậm, một miếng này. Ừ. Kiểu đẹp lắm. Đặt lấy ra sắp con sắp thử cho coi. Ừ. Gạch đá mây bồ này là anh chọn màu hay là chị dứa? Mình chọn. Mình chọn tại vì chỉ có thợ mới gành thôi. Mình sẽ ưu tiên về cho thợ sẽ có ý kiến trong cái công trình của mình á. Tại vì các anh thợ anh làm rất là nhiều ngôi nhà nên mấy anh sẽ hiểu biết hết à. Còn mình thì lâu lâu cắt được ngôi nhà nên mình có nhiều góp ý là nữ ra nó có sự
từ đông không đồng bộ á thì cái ngôi nhà nó mà ra nhìn tổng thể nó không có đẹp. Hai miếng là sáu tấc đúng không? Hai miếng đó gọi xong đi cái miếng này. Rồi dơ. Rồi. Đây. Đó. À. Cái này ở khoảng dưới chân gì ha. Bắt đầu ở trên này là đi cái hàng trắng luôn. Cái này là ở dưới chân nè đúng không? Ở dưới chân đó. Rồi. Đi lên nè đúng không? Còn cái này trắng đi hết lên thẳng đụng trên. Ở dưới chân là miếng này nè đúng không? Ờ vậy đó, miếng xanh đó dưới chân. Ở miếng xanh này dưới chân lần cho nó không có dơ. Ta đi điểm nhấn. Rồi sau này cái điểm nhấn là cái đường viền nè. Cuối cùng là này hết. Cuối cùng là trắng này hết. Trắng đó là lên tới trên trên. Rồi đi qua luôn. Đi qua luôn. Đẹp quá. Vậy là ok quá rồi. Rồi. Đây nè nữ là cô bác anh chị, cái ngôi nhà này anh hợp ảnh cũng làm cậu. Bông cầu trong. Bông cầu luôn ha. Có xem bông cầu luôn không? Tôi coi bông cầu ơi. Ok, cậu giữ kìa. 2.2 á. Thôi đợi ảnh đi. Bông cầu 2.2 luôn hả? Ừ. Trời ơi. Cái nhà vệ sinh này nếu như mà xây nhà vệ sinh không á thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Tùy theo bộ hộ. Nếu như mà bồn cầu này luôn á, người ta thuê xây anh nhà vệ sinh không á. Coi mặt bằng cho nó im rồi sau chắc cũng cỡ lối cỡ 20 có, hai mấy có. Ăn thua mình xài vậy đồ á. Đây cầu 2.2 khối liền. Đây là nhà của chú Tư, thành nữ cho mượn để vật tư đỡ. Trời ơi, nó phơi đàng hoàng. Nó phơi luôn. Này như nhà ống nhất không? Liền khối luôn nè. Im hơn ống nhất. Im hơn ống nhất nữa hả? Ừ. Ông chơi gì đồ sang như vậy? Ghế người ta tưởng rồi cho nhà giàu không à? Trời ơi, bấm nút luôn nè nha cô bác anh chị. Nó phơi luôn nha. Nắp này nó phơi, bỏ xuống là nó tự động nó xuống à. Nó phơi luôn. ok. Nó trời ơi. Làm sao đó người ta nói cho nhà giàu không á. Nói chung là tùy mỗi một cái ngôi nhà khác nhau mà sẽ có cái cách bố trí cũng như là cái cách sử dụng đồ nó khác nhau á cô bác anh chị. Mà anh Hợp ảnh làm á, ảnh lời cũng ít lắm. Ảnh có nói với mình một câu á, một ngôi nhà mà nếu như mà làm trong thời gian khoảng một tháng là không lời nhiều anh Hợp ha. Không có lời nhiều được. Tại vì anh nói cái nghề hồ này người ta làm dành dụm dữ lắm, người ta mới xây được cái ngôi nhà. Mà nếu như mà mình làm mà cẩu thả cho người ta thì tiền đó người ta sẽ kiểu là người ta sẽ tốn kém đó anh Hợp ha. Rồi vật tư nó sẽ hao. Rồi thậm chí là cả một đời người mới xây được ngôi nhà mà mình xây cho người ta mà nó không có tâm á. Gọi là xây mà dạng như mà xong rồi thôi rồi bỏ á. Là nó sẽ khác so với một người mà xây mà đặt hết cái tâm trí mình vô đó anh Học ha. Nói chung ra làm ăn giờ cái gì thì mình như của người ta như của mình. Nói chung là làm ăn đối với đàng hoàng. Có nghĩa là mình làm là phải uy tín ha. Hay nữa là cái chân cơm của mình mà làm ẩu thả rồi ta đụng rồi đâu có làm được. Anh Hợp là lãnh rất là nhiều công trình lớn. Và tôi cũng thông tin với cô bác anh chị, các anh thợ mà ở Cà Mau á, so với các anh thợ ở Đồng Tháp á, thì mình không có sự so sánh gì ở đây. Tại vì ở mỗi một địa phương nó sẽ khác nhau. Mỗi một vùng nó sẽ khác nhau. Và cái giá tiền thuê thợ nó sẽ khác nhau. Nên thành nữ tổng cái chi phí nó sẽ khác nhau. Nên thành nữ là mình không có phân biệt đem thợ này so sánh xuống thợ kia. Cùng một cái tô hủ tiếu thôi, nhưng mà ở Đồng Tháp có chỗ là nó 20.000, có chỗ thì nó 30.000. Thì thợ thì cũng có phải chỗ là 350, có chỗ thì 400 đúng không anh Hợp? Thôi đi vô trong đi, nắng quá rồi. Đã đen còn đen hơn nè. Qua giờ chắc em qua gặp chú Tư một cái đi. Dạ. Chào chú Tư. Qua đây chú Tư ơi. Qua đây chơi chú Tư. Không ngờ cái có chỉ có là cái nền không, bây giờ nó thành ngôi nhà rồi. Chú Tư là chú hàng xóm tốt bụng. Cho luôn phần nước. Còn phần điện thì bên kia nữa. Chú thấy cái phần điện là của tôi luôn. Cho luôn hả? Thôi không tùy chú là nói gì ép chú. Cái bên kia là nó không có dính líu gì qua. Dạ. Chú thấy ơi, cái chú thấy mấy anh thợ này cắt mau không? Mau, rất mau. Đây thì cũng nhanh lẹ. Dạ. Làm cái nhà này là nhiều người tín nhiệm lắm rồi đó. Nhiều người tín nhiệm lắm hả? Ừ. Dạ. Nhanh lẹ. Dạ. Rồi hỏi gà mấy ông thợ này, mấy ông ở đây mấy ông có quậy gì không chú Tư? Sao? Mấy ông thợ này ở đây có quậy gì không?
Trời ơi, vua quậy không à. Gạch muốn đập nào đập à. Chứ không dám đập người ta nghe. Đập người ta đập lại chết à. Dạ. Chơi chứ làm cái thợ làm ngon. Dạ, ngon ha. Ừ. Làm dạ. Sớm ghiền này thì ai thấy cũng cũng hài lòng. Ừ. Người thì thấy mấy cái chuyện mà nó làm không gọn á, người tiếp vô tay nó dẹp dọn ôi. Ai tiếp được tiếp làm cũng búa xua hết. À, chú Tư thấy hỗ trợ cái hoàn cảnh cho chị dứa như thế này á là thấy có hợp lý không? Hỗ trợ cho cô dứa này á là như vậy đó, là đúng đối tượng rồi, theo tôi thấy đó là đúng đối tượng, bởi vì người ta quá khổ thì mình hỗ trợ như gì thì cũng quá hay rồi. Với cái nữa nhanh gọn nó làm gì đó là quá hay rồi. Rồi bây giờ cũng như bên Mạnh Thường Quân mình là nếu mà có tinh thần xét được cái nhà nào đó mình làm cho người ta được cái đó là hay lắm. Dạ. Bởi vì dân của mình đấy khổ dữ trời lắm, cũng còn chứ khổ không phải là nhưng mà cũng có người hộ làm ăn ăn nên làm ra. Người khổ thì cũng còn nhiều và hỗ trợ được phần nào thì hỗ trợ phần đó. Dạ, nhưng mà nói chung là xã hội mà ở đâu cũng có người giàu người nghèo. Tuy nhiên có những hoàn cảnh như là hoàn cảnh của chị Dứa thì mình thấy họ chị Dứa bây giờ là hết khổ tiền, bây giờ chuyển sang khổ tâm nè. Giờ hai người bệnh, người chồng với người con vậy rồi sao, đúng không chú Tư? Vậy người chồng với người con là chỉ có chỉ mình nên có là bươi quào để về nuôi, vừa nuôi mà vừa chăm sóc. Ôi làm tôi thấy mắc mệt á. Hồi ngày qua vô đây để tiễn mấy thằng thợ sắt này về mà tôi thấy vô chút xíu à về mất tiêu. Tại vì chồng của con bận quá, bị gì ngoại quá, công chuyện đâu phải như người ta đâu. Dạ thôi con cảm ơn chị. Người bây giờ cũng như cái phần cửa này con tôi nó đặt, nó đem xuống á, nếu kịp thời á, kịp thời với thợ nè thì thợ gấp, còn nó không kịp thời thì nó đem xuống nó gấp giùm luôn cho. Ồ vậy cảm ơn luôn. Thợ khỏi cần chờ đợi nữa. Dạ cảm ơn chú Tư. Cảm ơn chú Tư rất là nhiều đã hỗ trợ cho các anh thợ trong thời gian qua. Cũng còn vài ngày nữa là hoàn thành cái ngôi nhà rồi. Thì cũng chân thành cảm ơn chú Tư rất là nhiều ha. Chúc chú Tư cùng gia đình luôn có sức khỏe. Chắc con qua bên cho các anh thợ nói lời với lại cô chú anh chị rồi các anh thợ tiếp tục cái công trình để thôi làm ảnh hưởng ông thợ ủng lỗ nữa. Anh Hợp ơi, vậy là ngày nay xong cái má này không? Xong cái má này luôn ha. Là kịp gắp cửa Đài Loan không? Hay là gắp cửa Đài Loan sao? Nó gặp rồi xong mới lóc. Dạ khi nào lóc gặp? Công việc tôi hết rồi nó mới lóc. Dạ, lo gạch chắc cũng cả ngày giống như nhà bé Kim Chi ha. Rồi bây giờ như thế này nè, có nhắn gì với lại vợ con không, nói một cái hay gọi điện thoại rồi. Bốn bữa nó về. Rồi chị ơi, cố gắng đợi bốn bữa nè, ảnh về rồi. Anh nói cố gắng làm không ăn không ngủ luôn. Nó bây giờ ho luôn đó, thấy không? Thấy ho luôn. Dạ. Thôi thì bây giờ các anh em cũng vô đây cho cô bác cũng chuyện ngắm nghía về cái ngôi nhà của Tú xong lần nữa thì các anh em sẽ ốp máy ha. Này là đang ấy hả? Tô. Chuẩn bị tô ở ngoài ha. Tô trong nhắn gạch. Tô trong nhắn gạch trước rồi tô ngoài sau. Ngoài sau. Dạ. Rồi có nói gì với vợ không anh Hùng? Nói gì đâu, vài bữa về nói gì. Giữ bí mật. Bây giờ lên mạng rồi đó. Nói bà ơi vài bữa nữa tôi về đi. Đấy. Thăm hỏi về hỏi gì nào về nó tới thứ bảy về. À. Tôi nhớ lắm rồi. Anh lớn có nói gì không? Anh lớn cũng giỏi lắm, có mình anh lớn là phụ hai người luôn á. Ảnh nặng ký mà, hai người kia mới bằng ký ảnh mà. Đúng anh lớn.
Đang dọn cho sạch lại anh lớp. Dọn sạch đang cho gớt lấy hồ đó. Dạ. Tao dọn ha. Đúng rồi. Có nghĩa là dọn sạch lại á, để mà khi mà hồ gớt á, tô gớt thì có thể lấy ra được. Còn những cái sò bằng này là coi như hồ chết rồi đúng không anh lớp? Hồ chết đó, hồ là được rồi. Dạ. Ngao chị bữa nay là tô cái phần này với lại xây cái phần má phần trước cô bác của anh chị. Một hai ngày nữa là cô bác của anh chị sẽ thấy lạ liền à. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là anh em sẽ kết thúc clip tại đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở clip sau.